Cô thân mến chào đón các con quay trở lại khóa học Tiếng Việt lớp 3 của trang web olm.vn. Cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đến với phần cuối cùng của bài học Cây gạo. Các con thực hành luyện viết đoạn và vận dụng. Nội dung của phần luyện viết đoạn, các con sẽ viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về cảnh vật trong tranh. Đầu tiên, chúng mình sẽ quan sát bức tranh và nêu những tình cảm, cảm xúc của con về cảnh vật trong tranh để có thể thực hiện được yêu cầu viết đoạn văn nêu tình cảm cảm xúc về cảnh vật trong tranh cô có gợi ý cho các con đầu tiên giới thiệu bao quát về cảnh vật các con sẽ trả lời câu hỏi bức tranh vẽ cảnh gì đúng rồi bức tranh vẽ cảnh khu vườn với nhiều cây trái hoặc các con cũng có thể nói tranh vẽ cảnh một khu vườn đầy hoa trái hay là bức tranh vẽ lại khung cảnh một khu vườn có rất nhiều loài hoa và trái cây sau khi giới thiệu được bao quát về cảnh vật chúng mình sẽ nêu đặc điểm nổi bật của cảnh vật ví dụ cảnh vật có nhiều màu sắc của cây cỏ hoa trái và cuối cùng các con sẽ thực hiện nội dung đó là nêu tình cảm cảm xúc của con đối với cảnh vật những tình cảm cảm xúc này trước hết là tình cảm cảm xúc trước vẻ đẹp của cảnh vật ví dụ con có thể cảm thấy rất thích ngắm những quả xoài vàng ruộng hay là con thích nhìn những cây xài chữ quả sau khi nói lên tình cảm cảm xúc trước vẻ đẹp của cảnh vật thì con nói lên tình cảm, cảm xúc về vai trò của cảnh vật trong cuộc sống. Theo con, vườn cây có vai trò gì trong cuộc sống? Con có thể viết em yêu vườn cây vì cây cho hoa thơm, trái ngọt, hoặc là em yêu khu vườn này vì hàng ngày nó thu hút các loài chim đến nô đùa hót líu lo. Hay cũng có thể viết vườn cây cho em và gia đình những trái ngọt, hoa thơm. Ngoài việc nêu tình cảm, cảm xúc về vai trò của cảnh vật trong cuộc sống, cuối cùng còn cũng nêu tình cảm, cảm xúc khi nghĩ đến những người làm nên cảnh vật hoặc giữ gìn, bảo vệ cảnh vật. Ví dụ như là em rất biết ơn những người trồng và chăm sóc cây cối. Như thế, khi nêu tình cảm, cảm xúc của con về cảnh vật trong tranh, con sẽ lần lượt giới thiệu bao quát cảnh vật nêu đặc điểm nổi bật của cảnh vật rồi mới đến nêu tình cảm cảm xúc của con đối với cảnh vật trong ý nêu tình cảm cảm xúc của con đối với cảnh vật thì chúng ta lại có tình cảm cảm xúc trước vẻ đẹp của cảnh vật tình cảm cảm xúc về vai trò của cảnh vật trong cuộc sống và tình cảm cảm xúc khi nghĩ đến những người làm nên cảnh vật những người giữ gìn hay là bảo vệ cảnh vật đã có được những ý nêu lên tình cảm cảm xúc của con về cảnh vật trong tranh chúng ta sẽ viết lại những tình cảm cảm xúc của con về cảnh vật này cô để lại những nội dung hướng dẫn trong ý c các con sẽ viết lại tình cảm cảm xúc của con về cảnh vật trong bức tranh trên màn hình trước khi viết cô gợi ý với các con một số từ ngữ có thể dùng khi nêu lên tình cảm cảm xúc trước vẻ đẹp của cảnh vật, còn có thể sử dụng các từ như thích, thích thú, ngạc nhiên, vân vân. Khi nêu lên tình cảm cảm xúc về vai trò của cảnh vật trong cuộc sống, còn có thể sử dụng các từ như yêu, yêu thích, biết ơn. Khi nêu lên tình cảm cảm xúc khi nghĩ đến những người làm nên cảnh vật hoặc giữ gìn bảo vệ cảnh vật, còn có thể sử dụng những từ như là biết ơn, trân trọng, vân vân. Như thế, chúng mình có được một số từ ngữ để nêu lên tình cảm, cảm xúc cần sử dụng như là thích thú, yêu thích, biết ơn, trân trọng, vân vân. Trong câu hỏi sau, hãy sắp xếp các câu văn thành một đoạn văn viết lại tình cảm, cảm xúc của con về cảnh vật trong bức tranh nhé. Các con có thể tạo thành một đoạn văn. Em rất thích được ngắm nhìn những khóm hồng đỏ vàng rực rỡ những cây xài chữ quả. Em yêu khu vườn này vì hàng ngày nó thu hút các loài chim đến nô đùa, hót líu lo. Vườn cây cho em và gia đình những trái ngọt, hoa thơm. Em cảm thấy thật biết ơn người đã trồng và chăm sóc khu vườn này. Các con thân bến, chúng mình đã quan sát được tranh và nói về cảnh vật trong tranh. Sau đó viết được đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của con về cảnh vật trong bức tranh đó. Những nội dung này kết thúc phần thực hành viết. Cuối cùng, chúng ta sẽ cùng nhau thực hành vận dụng. Con tìm đọc những câu chuyện, những bài văn, bài thơ viết về cây cối, về muông thú. Hoạt động này chúng mình có thể thực hiện tại nhà. Hãy tìm đọc những câu chuyện, những bài văn, bài thơ về cây cối, muông thú rồi ghi lại một số thông tin của câu chuyện, bài văn, bài thơ đã đọc như tên bài, nội dung chính của câu chuyện, của bài văn, bài thơ vân vân. Hãy cùng đọc với cô bài văn sau nhé. Tiếng vườn Mùa xuân về lúc nào không rõ, tôi nghe tiếng vườn gọi. Trong vườn, cây muỗm khoe vòng hoa mới. Hoa muỗm tua tủa trổ thẳng lên trời. Hoa muỗm chính là chiếc đồng hồ mùa xuân đấy. Hoa nhài đã trắng xóa ở bên vại nước. Hoa gọi người bằng hương, bằng sắc những bông hoa nhài xinh, một màu trắng tinh khôi, hương ngào ngạt, rực nức. Hoa nhài nở vào ban đêm, mưa xuân lác đác, hoa nhài nở ra. Khi hoa nhài nở, hoa bưởi cũng đua nhau nở. Từng chùm hoa bưởi, cánh trắng cũng chẳng kém hoa nhài. Nhưng hoa bưởi lại có những tuôi nhị vàng ngấn lên giữa lòng hoa. Chẳng khác gì những bông thủy tiên thu nhỏ hoa bưởi là hoa cây còn hoa nhài là hoa bụi hoa cây có sức sống mạnh mẽ hoa bụi có chút gì giản dị hơn hương tỏa từ những cánh hoa nhưng hương bưởi và hương nhài chẳng bao giờ lẫn mỗi thứ hoa đều có tiếng nói của riêng mình theo ngô văn phú các con vừa được đọc một bài viết về loài cây trong bài viết này chúng mình biết đến những loài hoa nào Các con nhớ tìm đọc những bài thơ, bài văn, câu chuyện viết về cây cối và muông thú các con nhé. Video bài giảng này đến đây là kết thúc. Cô chân thành cảm ơn các con đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại trong những bài giảng tiếp theo trên trang web olm.vn nhé.